Mua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới anh chị và các bạn một chiếc Ford Everest phiên bản Amiền, một chiếc xe sản xuất năm 2022 như form dáng của 2023 rồi. Xe đã được nâng cấp như là hệ thống mặt ca lăng của Ford Raptor và bộ body kit phía sau. Tổng thể chi tiết về chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi với em. Địa chỉ xem xe anh chị và các bạn có thể qua 91 Nguyễn Chánh cùng em để có thể xem xe và trải nghiệm anh chị nhé. Với phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết đèn chiếu sáng, mặt là ca lăng của chiếc xe được nâng cấp nhìn cho chiếc xe trông nó khỏe khoắn hơn. Những đường nét về sơn si ngoại thất của chiếc xe thì vẫn rất là đẹp. Lịch sử của chiếc xe full hãng đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể check test kiểm tra. Và để đảm bảo an tâm thì mình nên mang vào một bên thứ ba hoặc vào hãng để kiểm tra check test cho nó tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước. Và những cái phần đết nốt của chiếc xe thì là một dàn nốt liền đời anh chị nhé. Các bạn có thể tham quan. Với mâm thì trang bị mâm hợp kim 18 inch. Đây là những đường nét dọc thân xe với những sơn si hay là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Tay nắm cửa thì có mở cửa thông minh, cánh lái cánh phụ bậc lên xuống được trang bị là bậc cứng. Tổng thể sơ qua về ngoại thất xung quanh chiếc xe thì em sẽ quay chi tiết cho anh chị và các bạn cùng tham khảo. Đấy, những đường nét sơ qua bên ngoài của chiếc xe anh chị có thể nhìn giúp em. Những cái tính năng an toàn của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn vẫn đầy đủ, như là hệ thống cảm biến cam đuôi. Cốp thì vẫn sử dụng là cốp điện thôi. Đấy, nó không bị cắt gì cả. Ghế ngồi thì trang bị gập cơ như các phiên bản cũ trước đây thôi, nó không khác gì cả. Đấy, tổng thể chi tiết thì em cũng sẽ mời chị và các bạn cùng tham khảo qua cái không gian chứa đồ của chiếc xe. Khi gập hàng ghế thứ ba xuống nó sẽ có như nào. Gập bằng ghế thứ ba xuống thì mình sẽ có một không gian rất là rộng rãi như này. Hai bên thì nó có bệ kỳ tay cũng như là chỗ để ly cốc. Tất cả các chi tiết về trần xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Tổng thể về keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Đấy, các bạn có thể thấy qua những đường nét thì nó vẫn còn rất là nguyên bản nhé. Em cũng rất là quay chi tiết cho anh chị và các bạn để tránh trường hợp anh chị và các bạn mất thời gian khi đến showroom. Cốp thì trang bị cốp điện, đóng cốp, mở cốp rất là nhẹ nhàng. Tổng thể sơ qua về ngoại thất ở phía sau của chiếc xe anh chị có thể tham quan. Giá lóc thể thao cũng được trang bị đầy đủ. Hiện trạng của chiếc xe thì nó vẫn hiện tại có một vài vết xước do quá trình di chuyển. Ở đấy thì em vẫn là di nguyên bản, em để nguyên. Anh chị và các bạn khi đến xem xe mà cảm thấy ưng rồi thì em sẽ mang vào hãng. Em sẽ mang đi dọn dẹp cho anh chị và các bạn. Các bác mang vào hãng để kiểm tra, check test đi về thông tin, thông số của chiếc xe. Lịch sử rõ ràng đầy đủ luôn. Đấy, các thông số kính hay là tất cả các chi tiết của chiếc xe đều còn liền đời hết. Táp ly với những chi tiết thiết kế mới, tay mở cửa này, thiết kế mới hoàn toàn. Ở bên trong đây là những phần con ốc bản lề anh chị nhé. Những điểm chi tiết mấu nối của chiếc xe thì em quay rõ đầy đủ để anh chị và các bạn có thể theo dõi và tiện cân nhắc lựa chọn. Ghế ngồi với hệ thống ghế da, đấy, các chi tiết chỉ được thiết kế, được khâu ở phần ghế da trông nó nổi bật nhờ các họa tiết này. Một cái không gian ngồi rộng rãi thoải mái cho ba người ngồi. Cửa gió điều hòa trên nóc trần hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Chính giữa hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có phần điều chỉnh gió cũng như là một cái cổng sạc 12V. Bác chủ nâng cấp cho chiếc xe như hệ thống về che mưa, dán kính, thảm trải sàn rồi. Anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không phải nâng cấp thêm gì nữa. Các chi tiết về thông số kính này, hay những cái chi tiết tay phím điều chỉnh lên xuống kính này. Bên trong đây là những phần con ốc bản lề anh chị nhé. Đấy, chi tiết ghế ngồi. Ghế ngồi thì vẫn được trang bị là hệ thống chỉnh điện rồi. Chất lượng ghế lái, ghế phụ của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Các hệ chi tiết như là hệ thống phanh tay điện tử này, hệ thống cần số hay là hệ thống sạc không dây vẫn được trang bị đầy đủ này. Các cổng kết nối màn hình dài, rồi những phím bấm điều chỉnh chức năng của chiếc xe. Cam hành trình cũng được bác chủ bác ấy nâng cấp cho anh chị và các bạn thôi. Mình mua sẽ không phải nâng cấp thêm gì nữa mà chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, hệ thống vô lăng của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn như là các phím điều chỉnh chức năng, set cruise, hệ thống tăng chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Đấy, công nghệ trên Ford Everest thì nó cũng rất là nhiều, rất nhiều tiện nghi tính năng option để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ. Mình hãy qua cửa hàng đi ạ. Chiếc xe này thì đã được bác chủ nâng cấp thêm bộ cảm biến áp suất lốp rồi. Những cái tính năng thực dụng và hữu ích bác chủ đã nâng cấp đầy đủ cho anh chị và các bạn.
Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe với cái khối động cơ của chiếc xe, mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm tuyệt vời. Đây là những cái phần hệ thống thanh tăng, rồi nó các chi tiết ốc chân máy, ốc mặt máy, keo mặt máy, tất cả mọi chi tiết của chiếc xe đều còn trong tình trạng là nguyên bản. Khi chị và các bạn xem chiếc xe cảm thấy ưng thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, ta cùng trao đổi nhận các ưu đãi hỗ trợ tốt nhất từ cửa hàng, các thông số về lắp cabo này hay những cái chấu giảm chấn của chiếc xe, tất cả các chi tiết đều còn nguyên bản hết. Và em cũng xin tổng hợp lại cho anh chị và các bạn thông tin chiếc Ford Everest phiên bản Abyan, sản xuất là năm 2022, model 2023, hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá bây giờ nó chỉ còn 1 tỷ 070 triệu, giá còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.